Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Xe Bắc Giang. Trong video ngày hôm nay, kênh Xe Bắc Giang sẽ chia sẻ tới các bạn về chiếc xe Yamaha Frigo giá từ 33 triệu đồng tại Việt Nam vừa mới ra mắt. Thì chiều ngày 9 tháng 4, Yamaha Frigo đã ra mắt tại Việt Nam nhằm cạnh tranh với Honda Everest. Xe có hai phiên bản, giá đề xuất từ 33 đến 39 triệu đồng. Yamaha Việt Nam vừa cho ra mắt mẫu xe ga mới Yamaha Frigo với thiết kế thể thao, nam tính, cạnh tranh trực tiếp với Honda Everest. Yamaha Frigo gồm 2 phiên bản, tiêu chuẩn và đặc biệt với giá bán lần lượt là 33 triệu đồng và 39 triệu đồng. Về thiết kế, so với đối thủ Everest, Frigo khác biệt lớn với sàn để chân phẳng, mang lại nhiều tiện ích khi sử dụng chứ không phải thiết kế dạng underbook như xe Honda. Tuy nhiên, điểm đáng nói nhất là chỉ với 39 triệu đồng, Frigo đã được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS, trang bị cao cấp và hiện tại xe ga Honda phổ thông mới chỉ có trên SH và SH-More. Hiện tại giá thấp nhất của SH-More ABS cũng khoảng 65 triệu đồng, tức là gấp rưỡi so với Frigo. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS giúp tăng tính an toàn, đặc biệt trong các điều kiện đường trơn trượt hoặc tốc độ cao. Điểm nhấn đáng chú ý khác trên Frigo là hệ thống đèn pha, đèn hậu LED, quá thông minh trên phiên bản cao cấp. Màn hình LCD với các thông số kỹ thuật số từ tốc độ, quãng đường, mức xăng và cường độ dòng điện hiện hữu của ắc quy. Các tiện ích khác cũng không thể không kể đến như bình xăng ngoài, cốp rộng 25 lít chứa được mũ bảo hiểm nửa đầu và nhiều vật dụng nhỏ. Đặc biệt, xe còn có cổng sạc smartphone rất hữu ích cho thời đại công nghệ hiện nay, dù bạn phải mua thêm tẩu tương tự như trên ô tô. Frigo có kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt là 1905 690, 1110 mm, chiều dài cơ sở là 1275 mm, độ cao yên 780 mm, độ cao gầm 135 mm, trọng lượng 100 kg với bản tiêu chuẩn và 102 kg với bản đặc biệt. Xe có bình xăng 4,2 lít, lốp trước 100/90, lốp sau 110/90, phanh trước là đĩa thủy lực, phanh sau tang sống, phuộc trước ống lồng, phuộc sau giảm chấn dầu và lò xo. Trái tim của Frigo là khối động cơ Blue Core 125 phân khối, 4 thì, 2 van, SOHC nằm mát bằng không khí cho công suất cực đại là 9,5 mã lực tại 8.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 9,5 Nm tại 5.500 vòng trên phút. Frigo bản tiêu chuẩn có 3 màu đỏ, trắng, xanh dương, bản đặc biệt có 3 màu đen nhám, đen xám và xanh nhám. Vâng, như vậy là Frigo đã chính thức ra mắt tại Việt Nam, là đối thủ cạnh tranh nặng ký của Honda Everest. Nếu như bạn là người tiêu dùng thì có thể tham khảo video mà chúng tôi chia sẻ. Hy vọng sẽ cho bạn cái nhìn tổng quan để bạn có thể lựa chọn giữa hai dòng xe Yamaha và Honda. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau trên kênh Xe Bắc Giang.